sang một chiếc nữa, hàng trưng bày của Casio. Chiếc này nó là Casio Edifice này, ECB2000IBP, cái ngang 1AZF 36.300 yên, khoảng 6 triệu. Có kết nối Bluetooth này. Đó, kính sapphire. Và chiếc này là pin solar chống nước 100 m, có múi giờ của 300 thành phố ở 300 quốc gia trên toàn thế giới, có bấm giờ thể thao, nói chung là rất là nhiều các cái chức năng ở trên chiếc này. Một chiếc rất đẹp của Casio. Hàng trưng bày các bạn nhé. Size khoảng 44 và độ dày là 11,4. Lắc tu lắc ở trên chiếc này em đo được là khoảng đâu đấy tầm 50. Là các anh em tay 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Ở trên mặt đầu thì nó sẽ toàn là màu đen thôi, có rơi điện tử này và có đèn. Đó. Ngoài ra thì các bác sẽ có các cái chi tiết khác thì nó có sơn màu đỏ. Tên của 4 nút chức năng này: Reset, Light, Start và Mode. Thứ ngày tháng giờ phút giây. Kính sapphire chống nước 100 m, có kết nối Bluetooth với smartphone, đồng bộ 3 lần mỗi ngày và không bao giờ sai số. Có vạch chỉ báo năng lượng ở đây luôn. Các cái chức năng thì sẽ có rất nhiều các chức năng. Khi các bác kết nối với điện thoại thì nó sẽ tự động điều chỉnh thời gian và không bao giờ sai số các bác nhé. Mặt kính của nó là kính sapphire. Đó. Viền này nó là làm bằng viền bằng các sợi carbon. Bên này hông này cũng vậy. Chiếc này thì kiểu dáng là khá là nhẹ. Đó, carbon nhẹ lắm. Dây của nó lại là dây cao su nữa. Ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số chống nước 100 m này, sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Casio ở Trung Quốc, và bản này nó làm cho thị trường nội địa Nhật. Kính sapphire, thân thép không gỉ, pin solar, lịch vạn niên, ECB2000 là mã của chiếc này. Các bạn nào mà thích những chiếc đồng hồ thể thao nhưng mà nó lại mỏng mỏng thôi thì đây nó là một cái sự lựa chọn phù hợp với các bác. SCB 2000 nhẹ đẹp và hàng trưng bày thanh lý các bác nhé, chưa qua sử dụng, còn đầy đủ hộp đi kèm. Mã 5146, 4.550.000, mã 5146. Các bạn nào đang yêu thích chiếc này thì bên em đã có một chiếc.